Anh chị nhá. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Anh chị đang tìm 4-way truck đời cao xe lướt thì đây có một siêu phẩm mới về cho anh chị. Xe đời 2023 đi 23.000 cây số, rất là mới luôn anh chị. Bên em bán với mức giá là 880 triệu bao rút hồ sơ và còn bất lọc lá nữa. Anh chị quan tâm alo liền cho em nhé. Xe thì chiều nay tụi em đã kiểm tra 160 hạng mục bảo dưỡng thay lọc thay nhớt hết rồi, rất là chi tiết. Hồi nãy em có quay một video xe đang kiểm tra 160 hạng mục đấy, anh chị có thể xem video đấy. 880 triệu nhé, giá này còn thương lượng còn bất lọc nữa. Anh chị cứ ghé qua để xem xe nhé. Xe có các phụ kiện cơ bản như là thảm 5D này, dán phim, camera hành trình. Mới tinh, đi 23.000 thì rất là mới luôn anh chị. Đây là bản quay track, cho nên là anh chị thấy bản quay track hai cầu nha, nó có cái nấm chuyển cầu ở đây nè. Màn hình dọc giống Volvo ha. Quay track công nhận nó làm cái xe rất giống cái xe du lịch luôn anh chị. Và thân vỏ nó chắc chắn. Keo chỉ là nguyên bản nguyên zin ha, động cơ, hộp số, khung gầm, tất cả nó là nguyên bản hết rồi. Nên anh chị cứ ghé qua để xem xe, lái thử, check test rồi thợ thời để kiểm tra thoải mái nha anh chị. Trời tối cho nên em quay cái nội thất nó không có nét lắm. Nội thất rất là đẹp nhưng mà điểm yếu của Ford là cái hàng ghế sau nó đứng quá anh chị, nhìn này rất là đứng. Nhưng mà đi xe bán tải thì phải chấp nhận thôi anh chị. Bán tải thì con nào nó không đứng thôi. Chỉ có Mitsubishi thì hàng sau nó ngã hơn xíu. Mà con này nó có cái thanh thể thao sẵn nè. Và khách hàng này người ta gắn thêm một cái cuộn, tấm bạc cuộn ha, cái này khi cần chở hàng thì cuộn lại che mưa che nắng ha. Lót thùng zin nè. Xe bảo dưỡng rồi hết rồi. Con này là 4 phanh đĩa nè anh chị. Treo sau là nhíp lá. Con này đi nó không, hệ thống treo nó không êm bằng tri tông mới đâu. Tri tông mới đi êm lắm. Tri tông mới chạy thích lắm anh chị. Anh chị có đến đây có thể chạy quay track dạy tri tông thoải mái nha. Cam 360 nè. Bi turbo. Xe này chưa có rửa đâu anh chị. Mới kiểm tra 160 hạng mục lúc nãy thôi. 160 hạng mục là kiểm tra rất là kỹ, rất là chi tiết nha. Đèn đóm thì tới cái thời này là công nghệ rất là xịn rồi. Ở góc này nhìn cái xe nó rất là bề thế. Đúng là cái chất Mỹ anh chị. Xe lúc nào nó cũng to. Cánh cửa mở ra lúc nào cũng nặng trịch. Ghế điện nè, ghế tài theo và quay track ở đây. Ghế da đen chỉ màu cam nhìn cũng ngầu ha. Vô lăng điện. Đây. Audio 23.000, audio zin nha anh chị. Màn hình dọc ở đây. Điều hòa tự động, phanh điện tử, nó giống như một cái xe du lịch luôn anh chị. Cực kỳ ngầu. 880 triệu, sản xuất 2023. Đi 23.000 cây số, audio zin, máy móc zin. Keo chỉ zin, hộp số zin. Đấy, mọi thứ là nguyên bản. Bệ bớt thì rất là to anh chị. Xe này mới lắm, tụi em vệ sinh lại rồi đánh bóng, đánh bát thì nhìn nó cũng như xe mới à. Nên anh chị đang tìm xe lướt mà dòng quay track mà màu trắng này thì cứ alo tụi em nhé. 880 triệu bao rút hồ sơ và giá đấy còn bất lọc ạ. Xe đang ở trong xưởng, các anh kỹ thuật viên đang phủ gầm anh chị, nó hơi ồn nha, anh chị thông cảm giùm em. Con này cảnh báo điểm mù, con này là full công nghệ rồi anh chị. Công nghệ của nó rất là nhiều, lên cái bản quay track này là nhiều lắm rồi. Nên anh chị cứ ghé qua để xem xe đó, nếu mà yêu thích xe này cứ ghé qua để xem xe, lái thử, ok thì vào giá cả. Nhìn phía trước này không khác gì một con SUV anh chị ha, bề thế. Nếu mà xét về khả năng mà anh chị thuần và đi off-road đó, đi địa hình xấu thì em khuyên là nên mua tri tông hai cầu. Nếu như anh chị không phải đi off-road thực thụ thì mua quay track này chạy ok. Quay track này nếu mà xét về khả năng đi đường phố này kia thì quay track này chạy rất là ngon. Nhưng mà đi địa hình thì nó không bằng tri tông đâu. Tri tông nó cày bừa, nó trâu bò hơn anh chị. Ở đây nó có đèn này. Còn về thiết kế thì mỗi con một gu, ai thích con nào một con đấy. Mà doanh số của Ford vẫn là vô địch rồi, không ai bàn cãi được về cái doanh số của Ford. Rồi anh chị quan tâm tới cái dòng bán tải này alo cho em nhé. Ngoài chiếc này ra em còn những con bán tải mà giá rẻ nữa. Có một con XRS AT 585 và một con XRS AT mà đời sâu nữa, nó có 400 mấy thôi. Anh chị quan tâm xe nào alo cho em nha. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.